ở bài đầu tiên của học, tôi có đề cập tới sự xâm lấn về lý trí. Đó là dụng ý muốn thay đổi suy nghĩ người khác hoặc thuyết phục người khác tin vào một điều gì đó. Và loại vũ khí quan trọng nhất trong cuộc xâm lấn này chính là lập luận. Bạn có từng nghe những câu tương tự như thế này không? Đây là quyển sách rất hay, nó đã bán được hơn 15 triệu bản trên khắp thế giới. Bạn nên mua kem đánh răng của chúng tôi vì nó được các nhà sĩ khuyên dùng. Hãy gia nhập cùng chúng tôi. Hàng ngàn người đã tham gia và đạt được những mức thu nhập hàng tỷ đồng sau vài tháng. Đây chính là những lập luận có mục đích gieo vào đầu bạn một ý tưởng nào đó và thuyết phục bạn tin rằng ý tưởng đó là hợp lý. Cách xác định tính đúng đắn của những lập luận tương tự như trên sẽ được thảo luận ở chương sau. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem lập luận là gì. Trước khi tìm hiểu về lập luận, bạn cần nắm rõ khái niệm về mệnh đề. Mệnh đề là một câu có thể đúng hoặc sai. Chẳng hạn như hoa hồng thì màu đỏ, thượng đế không tồn tại, tôi là nhân viên marketing, hàng Trung Quốc có chất lượng cao. Các bạn cần lưu ý là một vài mệnh đề nhìn vào biết đúng hay sai, nhưng cũng có một số mệnh đề không thể xác định được là đúng hay sai ngay được. Khi một hay nhiều mệnh đề cùng hỗ trợ hoặc có tác dụng chứng minh cho một mệnh đề khác, ta có một lập luận. Các mệnh đề để hỗ trợ được gọi là các tiền đề. Các mệnh đề được hỗ trợ gọi là kết luận. Nghe qua thì các khái niệm này có vẻ khó hiểu. Ngay xem các ví dụ của tôi, bạn sẽ thấy chúng thật là đơn giản. Ví dụ 1, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, vì vậy bạn không nên hút thuốc lá. Như bạn thấy, đây là một lập luận nhằm thuyết phục bạn không hút thuốc. Trong lập luận này, tiền đề hút thuốc lá có hại cho sức khỏe là một mệnh đề hỗ trợ cho kết luận bạn không nên hút thuốc lá. Chỉ xem ví dụ 2, ví dụ nhiều người không có thiện cảm với người xăm mình, nhưng tôi nghĩ ai cũng có quyền làm mọi thứ với cơ thể của mình. Hơn nữa, hình xăm không thể nói lên điều gì về đạo đức của con người. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên kỳ thị những người xăm mình. Ở ví dụ 2, một kết luận được hỗ trợ bởi hai tiền đề. Cụ thể, chúng có thể là, thứ nhất, ai cũng có quyền làm mọi thứ với cơ thể mình và hình xăm không thể nói lên điều gì về đạo đức của con người. Cùng hỗ trợ kết luận, chúng ta không nên kỳ thị những người xăm mình. Trên thực tế, một kết luận có thể được hỗ trợ bởi rất nhiều tiền đề, thậm chí ở mức độ phức tạp hơn. Một kết luận này có thể là một tiền đề cho một kết luận khác. Trước những trường hợp như vậy, chúng ta cần có một công cụ giúp đơn giản hóa lập luận. Công cụ này sẽ được giới thiệu ở bài học sau. Lại nói về lập luận, chúng ta có thể gặp lập luận ở bất cứ đâu, từ trường học, nơi làm việc, đến TV, báo chí. Tuy nhiên, người ta không sử dụng ngôn ngữ chỉ để lập luận. Người ta còn dùng ngôn ngữ để kể chuyện cười, ca hát, làm thơ, cầu nguyện, tán tỉnh lẫn nhau. Vậy làm sao chúng ta có thể biết khi nào người khác đang đưa ra một lập luận, khi nào thì không? Câu trả lời rất đơn giản. Bạn chỉ cần dựa trên định nghĩa của một lập luận. Chỉ cần có một hay nhiều mệnh đề cùng hỗ trợ, bổ sung cho một mệnh đề khác để đưa ra kết luận nhằm thuyết phục người khác, thì đó chính là lập luận. Sau đây tôi sẽ giới thiệu 5 thể loại dễ bị nhầm lẫn với lập luận. Thứ nhất là báo cáo. Mục đích cơ bản của báo cáo là truyền đạt thông tin về một vấn đề nào đó. Ví dụ, kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng do những cải cách cơ cấu diễn ra ì ạch, đặc biệt trong khu vực ngân hàng, doanh nghiệp, nhà nước. Đoạn báo cáo trên được trích trong bản báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á, Thái Bình Dương tháng 4 năm 2015. Trong đó, tác giả có đưa ra mệnh đề để hỗ trợ giải thích vì sao kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng. Đó là những cải cách cơ cấu diễn ra ì ạch. Tuy nhiên, mục đích của đoạn trích này chỉ nhằm đưa ra thông tin mà không có ý thuyết phục người khác phải tin vào ý tưởng nào đó. Vì vậy, nó không phải là lập luận. Một loại không phải là lập luận khác mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là những tuyên bố không có căn cứ. Những tuyên bố không có căn cứ là những mệnh đề được tác giả của nó đưa ra để tuyên bố quan điểm của mình, nhưng lại không đưa ra chứng cứ hoặc mệnh đề để hỗ trợ cho kết luận. Những mệnh đề này có thể đúng hoặc sai, vô lý hoặc có lý, nhưng chúng chỉ có thể thành một lập luận khi có một mệnh đề kết luận được hỗ trợ bởi một hay nhiều mệnh đề khác, như các bạn đã biết. Sau đây là một ví dụ. Tôi tin rằng cái chết không phải là thứ mà chúng ta nên sợ hãi. Có một thứ khác mà chúng ta cần phải sợ, một thứ còn bi kịch hơn cả cái chết. Đó chính là cái cảm giác chưa từng được sống. Cái cảm giác đến những ngày cuối cùng vẫn chưa tìm ra lý do mình tồn tại trên đời. Bởi vì ví dụ trên không có mệnh đề để hỗ trợ cho một kết luận. Nó không phải là một lập luận. Tiếp theo, cái dạng câu điều kiện cũng không phải là lập luận.
Câu điều kiện là những câu có dạng nếu, thì. Ví dụ như, bạn phải học tiếng Anh nếu muốn đi du học. Nếu trời mưa thì trận bóng sẽ bị hoãn. Nếu bạn thường không thành công trong lần thử đầu tiên, đừng thử chơi môn nhảy dù. Những câu trên không phải là lập luận, vì không có kết luận nào được đưa ra. Cụ thể hơn, nếu như tôi nói nếu trời mưa thì trận bóng sẽ bị hoãn, không có nghĩa là tôi khẳng định trời sẽ mưa hoặc trận bóng sẽ bị hoãn. Tuy câu điều kiện không phải là lập luận, nó có thể được đưa vào như một mệnh đề để hỗ trợ cho lập luận. Ví dụ như, nếu hôm nay trời mưa thì trận bóng sẽ bị hoãn. Hôm nay trời mưa, vì vậy trận đấu sẽ bị hoãn lại. Loại dễ bị nhầm lẫn thành lập luận tiếp theo mà tôi muốn nói đến là các câu minh họa. Những câu minh họa có mục đích chính là đưa ra những ví dụ hơn là chứng minh hoặc hỗ trợ trong kết luận. Ví dụ, trong công ty chúng tôi có rất nhiều bộ phận, trong đó có một phần nhân sự, marketing, chăm sóc khách hàng. Như bạn thấy, câu trên có hai mệnh đề. Mặc dù mệnh đề sau có đưa ra chứng cứ hỗ trợ cho mệnh đề trước đó, nó không phải là lập luận, vì mục đích cuối cùng của nó chỉ là nêu lên minh họa. Loại cuối cùng là câu giải thích. Hãy xem xét hai ví dụ sau. Tàu Titanic chìm vì đâm phải băng, nên xóa bỏ tội tử hình vì đôi khi chúng ta kết án nhầm người vô tội. Nhìn chung thì hai câu trên là khá giống nhau. Cả hai câu đều có chữ vì và đưa ra giải thích. Tuy nhiên, câu đầu tiên chỉ là một sự giải thích, trong khi câu thứ hai là một lập luận. Mục đích của câu giải thích là đưa ra lý do thay vì chứng minh trong kết luận nào đó. Trong ví dụ 1, chúng ta có thể thấy nó không có ý chứng minh là tàu Titanic bị chìm, vì tàu Titanic bị chìm là sự thật đã từng xảy ra. Nó chỉ có tác dụng giải thích vì sao tàu chìm. Trong khi ví dụ 2 chính là một lập luận, vì nó có tiền đề là đôi khi chúng ta kết án nhầm người vô tội. Để hỗ trợ cho kết luận, nên xóa bỏ tội tử hình. Như vậy, sau bài học này, các bạn đã biết như thế nào là một lập luận và như thế nào thì không phải là một lập luận. Trong bài kế tiếp, tôi có hướng dẫn bạn cách phân tích lập luận một cách hoàn chỉnh. Nếu bạn có gì thắc mắc, đừng ngại nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất vui lòng được giải đáp các thắc mắc của bạn.